Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Không Gian Xanh. Lúc này thì Ngọc Vy đang có mặt tại một căn nhà phố được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại. Và đây cũng là yêu cầu của rất nhiều quý vị khán giả khi gửi thư về chương trình của chúng tôi. Vì vậy ngày hôm nay thể theo những mong muốn đó, Ngọc Vy mời quý vị tới thăm công trình này và gặp gỡ với kiến trúc sư Nguyễn Văn Phương. Chào anh ạ. Chào Ngọc Vy, xin mời Ngọc Vy vào nhà tham quan. Khi bước vào căn nhà này thì cái điểm ấn tượng đầu tiên của em á là cảm thấy nó rất là thoáng đãng. Khi mà anh tiếp nhận công trình này thì chủ nhà đã đưa cho anh đề bài như thế nào ạ? Chủ nhà là rất mong muốn là có một cái không gian sống rộng rãi. Nhưng cái thực trạng của nó là hai lô cấp 4, 4 mét, không thoải mái nên là mình mới hướng đến. Lúc đầu thì chủ nhà là tính xây một lô rồi bán một lô. Nhưng sau khi mình tư vấn lại, nếu mà gộp hai lô lại làm một cái căn rộng thì nó rất là thoải mái. Từ cái yêu cầu đó, anh đã đưa ra giải pháp nào để khắc phục những hiện trạng cũ để làm nên công trình mới này ạ? Ban đầu thì cũng mong muốn là chủ nhà là thích vừa là hiện đại và mang một tính gì đó là nó cổ điển một tí, nó cổ tích một tí. Cái đặc biệt là cái khu đất của mình thì nó bị giật xéo một bên. Thì anh em mới nghĩ đến cái việc là nếu mà áp dụng tăng cổ điển á, thì mình sẽ làm một cái khối mái bên này, còn sẽ kết hợp với một khối vuông bên phía mà vuông lại, cho cái gì nước mưa nó sẽ thoát bên kia nó sẽ hay hơn. Cái hình thức phía ngoài thì đặc biệt là quan trọng là ở cái bố trí cầu thang. Mình đã cố tình mình bố trí cái cầu thang bên cái góc vuông này để mình lấy cái khối mái vuông ở trên phục vụ cho mục đích thông tầng. Tại vì đối với khối vuông thì thông tầng nó sẽ lấy thoáng và gió, còn cái khối mái mình chỉ lấy được sáng thôi, mình không có lấy được thoáng. Với căn nhà này thì anh đã phân bố các không gian chức năng như thế nào ạ? Thì như mình đã chia sẻ, chủ đầu tư là rất mong muốn là có một cái không gian là thoáng đãng, có những không gian mở trong nhà. Nên là cái ý tưởng của mình là sẽ thứ nhất là phải có một cái sân, khoảng sân để cho giải quyết vấn đề xe cộ, hoặc là mình trồng cây xanh để mình thoải mái vào đó. Mong muốn của chủ đầu tư á, là đặc biệt là nghiêng về hiện đại hơn. Mình sẽ định vị cái vị trí cầu thang trước, mình cũng làm theo cái kiểu hiện đại, kiểu xếp giấy và áp dụng là lan can kính gỗ thì nó còn tính hiện đại nhiều hơn. Thì như mình đã chia sẻ thì cái khối cầu thang mình sẽ đặt bên góc vuông để cho mình tận dụng cái việc lấy thoáng và gió. Thì phòng khách và bếp mình sẽ cho liên thông với nhau để tạo cái không gian thoáng. Cảm giác khi bước vào nhà mình sẽ nhìn thấy là không gian nó rộng ra. Đúng nó rồi. Không có bị chật chội như là một cái nhà phố. Em cũng nghĩ đấy là một cái thủ pháp để giúp không gian rộng hơn. Nhưng mà rõ ràng là dù phòng khách với lại phòng bếp liên thông với nhau, tuy nhiên em vẫn thấy có một cái sự ngăn biệt luôn anh nhỉ? Ban đầu thì mình khách hàng là muốn ở đó là một cái dàn lam gỗ, tại vì họ rất thích là màu gỗ giống như là kệ tivi vậy đó. Nhưng mà sau đó mình tư vấn lại là dùng một cái gì đó chỉ là mang tính tượng hình thôi, nhưng mà mình muốn đem một ít cây xanh vào cho cảm giác nó thoải mái. Việc vách ngăn ở chỗ bếp mình sử dụng cây xanh, và trên này cũng vậy, mình cũng sử dụng những cái mảng cây để tạo cái cảm giác thoải mái cho mình lúc những đi làm về mệt mỏi. Tức là em thấy ngăn nhưng mà không cách đấy, theo đúng như vậy đúng không? Và những cái chi tiết đấy làm cho mình cảm thấy căn nhà trở nên thú vị hơn, nó không bị nhàm chán. Và đương nhiên màu sắc cũng rất là quan trọng để đóng vai trò nét đẹp trong căn nhà này. Anh đã sử dụng bố trí màu sắc ra sao? Ban đầu là mình thiết kế nhà lúc nào mình cũng là dựa vào cái mong muốn của chủ nhà và cái mạng của họ. Thì mong muốn của họ là có một cái chút gì đó hiện đại, pha một ít cổ điển tí, thì mình hướng đến cái tông màu trắng nhiều hơn, pha vào đó là một chút màu vàng kim chẳng hạn như là ghế này, thì nó sẽ tạo ra một cái không gian chung nó thống nhất với nhau, nó hài hòa hơn. Mình là mình muốn là nó có một ít cổ điển nên là mình cố tình mình bố trí một cái bộ sofa như thế này với những cái chỉ như thế này để cho tạo cái không gian cổ điển ở phòng khách. Thì song song với việc là sử dụng là cái ghế là mang tính tân cổ điển thì mình phải kết hợp với một cái bộ bàn nó phù hợp hơn. Thì như Ngọc Vy cũng đã thấy thì bộ bàn nó mang tính những đường cong rất là mềm mại, thì cái tông màu này nó sẽ nổi lên cái nền trắng của mình, nó sẽ hài hòa cho căn nhà của mình hơn. Ngoài cái vẻ đẹp của căn nhà ra thì nguyên vật liệu làm nên căn nhà này cũng rất quan trọng, anh đã sử dụng nó ra sao? Mình hướng tới những cái là vật liệu nhẹ và thân thiện với môi trường. Thay vì là mình dùng những cái gạch nung thì mình sử dụng những cái tấm xi măng giả gỗ. Thì nó vừa nhẹ mà nó vừa thân thiện với môi trường.
Căn nhà này đặc biệt ở cái hình khối bên ngoài thì nó vừa kết hợp giữa tầng cổ điển và hiện đại. Đặc biệt là mình gần nhấn những mảng kính thông tầng ở vị trí thông tầng, mình sẽ lấy sáng một cách tối đa cho cái khoảng thông tầng này. Kết hợp với những đèn thì phòng khách mình nó sẽ đẹp hơn, lung linh hơn. Cái điểm tâm đắc nhất của mình chính là cái không gian thông tầng này. Không gian thông tầng và cái khu sinh hoạt chung ở đây này nó rất là thoáng và thoải mái. Em có thể đi tham quan thêm những cái khu vực khác nữa không anh? Xin mời Ngọc đi tham quan những khu vực khác của nhà. Xin giới thiệu với quý vị, đây là không gian bếp, nó cũng mang một cái tông hiện đại màu trắng là chủ yếu. Đây cũng là một cái không gian mình rất là tâm đắc, tại vì nó rất là thoáng đãng. So với nhà phố bình thường thì họ rất là khép kín giữa phòng ăn với lại bên ngoài, nhưng ở đây mình mở giữa phòng ăn và phòng khách với nhau, hài hòa hơn. Và ngoài ra thì những cái điểm nhấn ở trong gian bếp này và anh đã sử dụng thiết kế nó ra làm sao? Mình đã nhấn một ít cái màu đen ở bên cái tủ dưới, màu sắc nó hài hòa hơn, nó không có bị đồng đều so với cái nền trắng của mình. Thì đặc biệt là mình thích cái không gian mở ở khu vực bếp này, có vị trí là cửa sổ là rất là thoáng, lúc ăn có thể mình nhìn trực tiếp ra bên ngoài một cách là thoải mái và có thể là trao đổi qua phòng khách. Đó cũng là những thủ thuật mà kiến trúc sư cũng đã rất là tinh tế để suy nghĩ ra. Mà đặc biệt là cái gia chủ là rất thích là vẽ tranh, nên là những bức tranh là gia chủ tự thiết kế là sẽ được treo tất cả bức tường ở đây để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà của mình. Em rất là thích khi đến một căn nhà nào đó mà gian bếp được chú trọng nhiều hơn cả, tại vì thường là người phụ nữ thì hay vào bếp, mà như vậy thì mình rất là tôn trọng người phụ nữ, người nấu bếp, giữ ấm ở trong căn nhà, thì có thể coi những cái bếp là trái tim của căn nhà luôn đấy hả? Đúng rồi. Đầu tiên xin giới thiệu với Ngọc Vy, đây là phòng ngủ master, phòng ngủ của bố mẹ. Và đây là phòng ngủ của một con gái. Và ra đây là có một không gian chung cho cả nhà sinh hoạt. Chủ nhà là mong muốn là có một cái phòng ngủ vừa đủ, nhỏ gọn. Mình bố trí những cái tủ âm tầng, vẫn là nhấn cái tông màu trắng là chủ yếu, để cho cái phòng nó được sinh động hơn. Nó sẽ tạo cho mình cái cảm giác rộng hơn. Thay vì đó mình nhấn một màu gỗ ở những cái tách đầu giường, hài hòa hơn giữa màu sắc các không gian trong đó. Rồi cái việc sử dụng là cái tông trắng là chủ đạo, thì mình dùng cái sàn gỗ mục đích là để cho căn phòng mình nó ấm áp hơn một tí. Nó sẽ tạo cảm giác là dễ chịu hơn. Thực ra em thấy bây giờ không gian sinh hoạt chung nó cũng góp phần rất quan trọng cho cuộc sống của một gia đình trẻ. Thì với anh, cái mục đích mà anh làm không gian sinh hoạt chung cũng như cái điều đặc biệt của nó là gì? Thì mục đích mình bố trí ở đây là thứ nhất là nó tiện cho sinh hoạt cho cả nhà, tại vì hai phòng ngủ là tập trung chủ yếu ở đây. Hơn nữa là không gian đây thì mình có thể quan sát xuống bên dưới và xung quanh là những ánh sáng tự nhiên là luôn tràn ngập. Khi mà đứng trên đây thì mình mới thấy rõ ràng tác dụng của thủ pháp mà anh sử dụng thông tầng để lấy ánh sáng và lấy cả không khí, cả gió nữa, phải không ạ? Điểm nhấn ở khu chính của khu vực này á, chính là cái không gian thông tầng và được bố trí những đèn chùm là rất là sinh động. Mình là kết hợp một cái vách ở đây mình được sử dụng rất là hài hòa. Mục đích chính của nó là trang trí, nhưng một phần là che đi những cái điểm khuyết điểm như là cầu thang. Nó tạo mình cái cảm giác là an toàn khi mình đi lên cầu thang này. Một phần là ánh sáng tự nhiên, một phần là được lấy thoáng thông tầng trực tiếp, thì cảm giác con người rất là thoải mái khi làm sinh hoạt ở đây. Anh Phương đã có nhiều kinh nghiệm để thiết kế những căn nhà phố với lối kiến trúc hiện đại này, đảm bảo sự thoáng mát thoải mái, tuy nhiên là vẫn đan xen những sở thích của gia chủ. Thì tiện đây anh có thể chia sẻ những gợi ý với quý vị khán giả được không ạ? Mình xin được chia sẻ với Ngọc Vy và các bạn là để mà thiết kế một cái nhà phố, đầu tiên không chỉ là chú trọng một cái mặt tiền. Mặt tiền cũng quan trọng, nhưng cái phần quan trọng là không gian bên trong. Mình phải làm sao cho nó thoáng mát một cách tốt nhất có thể. Thứ nhất là có thể là mình tận dụng sân trước hoặc là khoảng sân sau. Đối với nhà dài hơn 20m thì mình nên có một khoảng thông tầng ở giữa để cho cả nhà nó được thoáng hơn. Còn đối với những nhà phố có diện tích nhỏ thì mình nên dùng những tông màu sáng để cho không gian nó được rộng hơn, cảm giác nó không bị chật chội khi mình đi vào ngôi nhà của mình. Cảm ơn những lời tư vấn của kiến trúc sư Nguyễn Văn Phương và thay mặt cho Không Gian Xanh gửi tặng anh kỷ niệm chương của chương trình ạ. Xin được cảm ơn Ngọc Vy, xin được cảm ơn chương trình Không Gian Xanh ạ.